Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm tra và chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong lực lượng công an tỉnh năm 2024. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Phòng An ninh Chính trị Nội bộ và Công an các đơn vị địa phương. Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng An ninh Chính trị Nội bộ đã thông qua quyết định thành lập đoàn kiểm tra và chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong lực lượng công an tỉnh năm 2024. Qua đó, đoàn sẽ kiểm tra việc quán triệt, triển khai luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là thông tư số 104 về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong công an nhân dân đối với các đơn vị địa phương được kiểm tra. Phát hiện những khó khăn vướng mắc trong thực hiện quy định pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi bổ sung và hoàn thiện pháp luật nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Đoàn kiểm tra đề nghị công an các đơn vị địa phương được kiểm tra tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thực hiện nhiệm vụ, để từ đó việc phân tích, tổng hợp, đánh giá, xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra được khách quan minh bạch. Nếu có phát hiện có nguy cơ các vụ việc và nguyên nhân lộ mất bí mật nhà nước tại các đơn vị địa phương, đoàn kiểm tra sẽ kịp thời khắc phục, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế, xử lý vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước tại công an các đơn vị địa phương.